Nhà một trệt, hai lầu, một tum, ngang 4m, dài 16,3, thiết kế hiện đại, phù hợp cho gia đình có từ 4 đến 8 thành viên. Hai, chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Và trong video này, em sẽ cùng với mọi người tham quan một mẫu nhà đẹp hiện đại, với chiều ngang là 4m, chiều dài là 16,3m, một trệt, hai lầu, một tum, có 4 phòng ngủ, một phòng thờ, 5 nhà vệ sinh, có sân thượng. Đây chính là khoảng không gian để anh chị đậu xe máy, Hai bên tường thì anh chủ cũng có đắp thêm hai bức tranh thuận buồm xuôi gió, rất là đẹp anh chị nhé. Mặt tiền phía trước sử dụng là cửa kính cường lực nhôm Sinfa cao cấp và di chuyển vào bên trong, đây là khoảng không gian phòng khách cực kỳ là rộng rãi. Nền gạch thì được lát là tông màu trắng vân mây, kết hợp hài hòa với những cái thiết kế những cái họa tiết hoa văn trong căn nhà. Và bên tay phải đây là một cái hệ kệ để chúng ta có thể là trưng bày sách hoặc là trưng bày đồ lưu niệm. Và khoảng không gian ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách đó là không gian của cầu thang. Ở đây thì anh chủ có thiết kế thêm một bức tường để có thể là ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp. Đây là không gian của khu vực bếp ăn. Tủ kệ bếp thì cũng đã gắn sẵn hết rồi anh chị nhé. Nhà mới tinh, điện nước đầy đủ. Di chuyển tiếp ra phía sau. Đập vào mắt anh chị thấy một bức tranh cô lái đò qua sông cũng rất là đẹp. Đây là khu vực nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Mọi người thấy là căn nhà này rất là đẹp và hiện đại. Dưới tầng trệt này chúng ta có không gian của sân đậu xe máy, phòng khách, bếp ăn, nhà vệ sinh. Phần cầu thang thì được đặt ở giữa nhà, đây cũng là một kiểu cầu thang rất là truyền thống, sử dụng tay vịn là gỗ đỏ nhìn rất là sang. Đi lên lầu 1 thì chúng ta sẽ có là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh riêng ở trong phòng. Rất là đẹp và hiện đại. sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ cô chú anh chị nhé. Pháp lý minh bạch rõ ràng. Và giá của căn này là 3 tỷ 200 triệu Việt Nam đồng còn thương lượng cho khách thiện chí, bao tất cả thuế phí công chứng sang tên. Nhà đẹp xịn so, nói chung là tiền nào của đấy cô chú anh chị nhé. Với diện tích đất là ngang 4 dài 16,3, tổng diện tích đất là 65 m2 và tổng diện tích sàn nó là 177 m2 sàn. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ pháp lý minh bạch rõ ràng. Hệ thống rèm cửa thì cũng đã được anh chủ gắn sẵn cho chúng ta rồi. Nhà mới tinh mình mua chỉ việc kéo vali vào ở ngay. căn nhà này nằm trong khu đô thị Cát tường Phú Sinh, thuộc địa phận của xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giáp ranh huyện Hóc Môn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm quận nhất là 35 km di chuyển. Trên lầu 2 này Chúng ta cũng có là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh riêng ở trong phòng anh chị nhé. Thiết kế mỗi phòng ngủ anh chủ đều có uh, trang trí thêm những cái bức tranh rất là đẹp. 3,2 tỷ cho căn nhà này, cô chú anh chị nào đang xem video của biển xanh thấy phù hợp nhu cầu và tài chính của mình, yêu thích mẫu nhà này thì hãy kết nối với biển xanh, em sẽ gửi hình sổ cũng như là dẫn mình xem nhà trực tiếp nhé. Rất là đẹp luôn anh chị, có tới 4 phòng ngủ cho nên gia đình chúng ta đông thành viên. Rất là dễ dàng để mà sinh sống trong căn nhà này. Và mỗi phòng ngủ thì đều có thiết kế nhà vệ sinh riêng ở trong phòng. Sổ sách đàng hoàng, hoàn công đầy đủ. Mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên, đăng bộ theo quy định của nhà nước. Giá là 3,2 tỷ Việt Nam đồng có thương lượng cho khách thiện chí cô chú anh chị mình xem ưng và thích trả giá anh chủ cảm thấy giá hợp lý thì sẽ bán anh chị nhé một mức giá hợp lý không quá lỗ thì anh chủ sẽ bán và đây là không gian ở trên sân thượng không gian để anh chị có thể kê máy giặt và phơi đồ giếng trời và đây là không gian của phòng thờ một không gian nho nhỏ để anh chị làm phòng thờ phía đằng trước là không gian của ban công rất là rộng rãi mình có thể kê ở đây vài chậu cây kiểng cho nó đẹp anh chị nhé